Đây là đài truyền thanh huyện Thoại Sơn phát trên sóng FM tần số 104,8 MHz. Đây là đài truyền thanh huyện Thoại Sơn phát trên sóng FM tần số 104,8 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh online của Đài truyền thanh Quyền Thội Sơn kỳ 20 năm 2021. quyết tâm quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19. Đây là nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Tâm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thội Sơn. Tại hội nghị chuyên đề về xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, các nhà sửa chữa nhà cho hộ nghèo cận nghèo khó khăn và gia đình chính sách, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2021. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Tâm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thọ Sơn chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Lê Hữu Nghị, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phụ trách xã thị trấn, ban chấp hành đảng bộ huyện, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, bí thư chi đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, ngân hàng chính sách xã hội quyện, bí thư các phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 17 xã thị trấn. Đồng chí bí thư Phạm Minh Tâm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thụy Sơn đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch, công tác bầu cử thành công tốt đẹp của cả hệ thống chính trị huyện từ đầu năm đến nay tại hội nghị chuyên đề lần này, đồng chí Phạm Minh Tâm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thội Sơn yêu cầu sáu xã Dọng Thê, Tây Phú, Vĩnh Khánh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Chánh, Phú Thuận hoàn thiện các tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng để đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định đối với các xã thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyện cùng với các ngành có buổi làm việc với quỹ ban nhân dân các xã vĩnh trạch định thành định mỹ thọ giang bình thành an bình dọng đông vĩnh phú để định hướng kịp thời thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thọ Sơn hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao chưa đạt để đăng ký với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thống nhất phương án đánh giá mức độ đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Thọ Sơn đã đạt 6 tiêu chí, 23 chỉ tiêu theo dự thảo bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao thường trực đảng quỹ, quỹ ban dân các xã thị trấn tiếp tục chăm lo xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo cận nghèo khó khăn và gia đình chính sách. Đào tạo nghề phải giải quyết việc làm trong và ngoài địa phương, hỗ trợ kịp thời tiếp cận các nguồn vốn dài ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội quyền, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững. Ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ quyền hướng dẫn đôn đốc giám sát các địa phương mình phụ trách hoàn thành các chuyên đề quyền quỹ đã đề ra. Phòng Giáo dục và Đào tạo quyện, hiệu trưởng 4 trường trung học phổ thông, tổ chức ôn tập kỳ thi trung học phổ thông, đảm bảo phòng chống dịch đạt chất lượng cao. Cả hệ thống chính trị tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo Bộ Y tế, các công dân thông báo của Ủy ban dân tỉnh, quyện, địa phương về phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương sẵn sàng các phương án phòng chống dịch, không để bị động bất ngờ, bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Cũng tại hội nghị, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền đã phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyền Thội Sơn trong hệ thống chính trị quyền Thội Sơn. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2021 tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thành. Tại buổi kiểm tra, đoàn được nghe Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thành báo cáo tóm tắt ngắn gọn kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm năm 2021 cũng như phương hướng 6 tháng cuối năm của địa phương. Qua đó, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách, cụ thể các nội dung như tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật. 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng gia quân xã Bình Thành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, công hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Cụ thể, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2021, ngày dỗ tổ Hùng Dương mùng 10 tháng 3 âm lịch 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 30 tháng 4 năm 2021 Đại hội Đảng lần thứ 13 và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời quán triệt nghiêm phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề đoàn kết mẫu mực kỹ cương sáng tạo quyết thắng nhìn chung tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định tuy nhiên với tình hình dịch bệnh covid-19 hiện nay cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang ở địa phương sau buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao địa phương về thực hiện cũng như sự chuẩn bị các nội dung kiểm tra của đoàn. Đồng thời, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị cần chỉnh sửa bổ sung số liệu vào các sổ sách còn thiếu, cũng như tiếp tục hơn nữa việc tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục thực hiện tốt các khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết Đảng ủy quân sự tỉnh, huyện năm 2021 thực hiện công văn số 1738 ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn quyền Thoại Sơn. Điện lực Thoại Sơn phối hợp với việc theo Thoại Sơn tổ chức ra quân triển khai dừng thu tiền điện tại nhà khách hàng trên địa bàn quyền Thoại Sơn năm 2021. Do tình hình thực tế dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong các tháng đầu năm, điện lực đã dừng thu tiền điện trực tiếp tại nhà khách hàng, trừ người già neo đơn ở thị trấn Núi Sập, Phú Hòa, các xã Vĩnh Trạch, Định Thành, Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Phú Thuận. Tiếp tục thời gian tới gửi thông báo ngừng thu tiền điện trực tiếp tại nhà khách hàng ở các xã Định Mỹ, Vĩnh Phú, Vĩnh Khánh, Dòng Đông, Bình Thành, Tây Phú, An Bình, Mỹ Phú Đông và thị trấn Ốc Eo khách hàng thanh toán tiền điện bằng một trong các hình thức sau, thanh toán trực tuyến tại nhà thông qua app chăm sóc khách hàng, EVN, SBC, app của các ngân hàng như Viettel ví điện tử Momo, VNPay, ví Việt, ePay, vào các chức năng thanh toán tiền điện và nhập mã khách hàng và làm các bước theo yêu cầu là thanh toán được, thanh toán qua các điểm thu cố định có bản hiệu, điểm thu tiền điện, thanh toán qua hệ thống ngân hàng, quý khách mang giấy báo chỉ số, giấy báo tiền điện đến các quầy giao dịch ngân hàng, Việt Tin Banh, Sacombank, Aribank, HDBank, Liên Việt bosbank BIDV, OCB điện lực phối hợp ngân hàng tổ chức trung gian đơn vị truyền thông tuyên truyền hướng dẫn quảng bá các hình thức thanh toán phù hợp đến với người dân tăng số lượng cán bộ công nhân viên được tiếp cận dịch vụ thanh toán trực tuyến khi thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt điện lực có thể tiết kiệm được nhân lực khách hàng có thể thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi không phụ thuộc vào không gian và thời gian không mắc phí xã Dĩnh Chánh vừa tổ chức họp ban chấp hành đảng bộ mở rộng báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5 và đề ra phương hướng thực hiện công tác tháng 6 năm 2021. Ông Cư Tấn Hoàng, quyền ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị. Trong tháng 5 năm 2021, tình hình kinh tế văn hóa xã hội xã Dĩnh Chánh tiếp tục phát triển, hoàn thành công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% dù lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đồng đến trổ thu hoạch cá tra thịt được 3 hecta với sản lượng 1.000 tấn tình hình dịch bệnh không xảy ra trên đàn gia súc gia cầm bộ phận một cửa giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao dẫn động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 các điểm trường tổng kết năm học 2020-2021 theo đúng thời gian quy định, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội và công tác trợ giúp người nghèo luôn được quan tâm thực hiện, tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Khu Tấn Hoàng, huyện Quỹ Diên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Chánh yêu cầu trong 6 tháng, các ban ngành đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người, nhất là bệnh COVID-19, hoàn thành hồ sơ minh chứng các tiêu chí chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đạt, thực hiện tốt công tác thu các phản nhân dân đóng góp năm 2021. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Chánh khen thưởng 16 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Phó 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Đình Chính, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ xã Vĩnh Phú cho biết, trong những năm qua, công tác xã hội từ thiện tại địa phương luôn được Hội chữ Thập đỏ xã quan tâm và thực hiện khá tốt, điển hình là việc các nhà tình thương cho người nghèo. Trong 5 năm qua, hội kết hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã đã vận động các mới 7 căn nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá 245 triệu đồng. Đồng thời, hội còn phối hợp với ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành đoàn thể xã vận động các mới và sửa chữa 125 căn nhà tình thương cho người nghèo với tổng trị giá 3,7 tỷ đồng. Qua đó giúp người nghèo có được chỗ ở ổn định, chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Phú tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã nhằm hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc các nhà tình thương giúp cho những hoàn cảnh nghèo khó khăn về nhà ở qua đó góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đồng thời giúp mang đến niềm vui niềm hạnh phúc lớn lao cho những gia đình nghèo thính giả nghe đài thân mến, quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài truyền thanh huyện Thoại Sơn, phát trên sóng FM tần số 104,8 MHz. Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh Thưa quý vị và các bạn, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, cứ khoảng 6 giờ sáng, các cô chú ở các xã lân cận tập trung tại quán ăn để bắt đầu cho công việc kịp phục vụ cho bà con. Các thành viên tham gia phục vụ nấu bếp luôn đeo khẩu trang găng tay để đảm bảo an toàn vệ sinh. Mọi dụng cụ trong quán đều lao rửa sạch, sắp xếp ngăn nắp, hợp vệ sinh để người dân có thể tự phục vụ. Mỗi ngày quán phục vụ từ 7 đến 10 món với đầy đủ các món chiên, kho, xào, canh luộc, đảm bảo thực đơn đa dạng. Nhiều sự lựa chọn để người ăn không bị ngán. Trung bình mỗi ngày, quán phục vụ 150 suất cơm. Riêng đối với những ngày rằm trên 200 suất. Đến với công việc từ thiện này là những thành viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng có chung một ý nghĩ, cổ ít lòng nhiều, giúp đỡ phần nào cho những người lao động nghèo. Nội dung này, chương trình sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả và các bạn qua ghi nhận của phóng viên Kim Cương Bá Siêu qua phóng sự Quán cơm chay 5K ấm lòng người lao động. nhằm giúp những mảnh đời nghèo khó có được bữa cơm ngon miệng, chất lượng, hợp vệ sinh. Thầy Dương Chí Công, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, chính thức khai trương quán cơm chay 5K phục vụ người lao động nghèo. Quán 5K 5.000 đồng của thầy Công nằm trên tuyến tỉnh lộ 943 thuộc xã Vĩnh Khánh với diện tích 60 m2, được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Thấy được việc làm ý nghĩa của thầy, các mạnh thường quân ủng hộ hơn 60 triệu đồng để xây dựng quán, Phần kinh phí còn thiếu do chính bản thân thầy đóng góp. Quán cơm chay với phần ăn 5.000 đồng, bao no bụng, mang lại hơi ấm nghĩa tình vô cùng ý nghĩa cho những người lao động dơi bớt khó khăn. Thầy Dương Chí Công, chủ quán 5K chia sẻ. Thì về đây thì theo cái ý nguyện của bà con thì mình vừa giúp cho những người bán số, vừa giúp cho những người nghèo khổ ở xóm mình như những người phát tâm ăn chay cho nên mình đổi lại là 5k để mỗi người mọi người không có ngại ta ngại ăn từ thiện lắm cho nên mình để 5k vô đi để cái số tiền 5k này nè mình sẽ sử dụng vào mua đồ ăn cho nhiều lúc. tại vì món mình là món tự chọn rồi thời dịch bệnh thì nó cũng có hạn chế về cái ăn uống tránh không có tập trung được cho nên cái phần của mình thì cho hợp đem về nhiều còn bà con đấy là anh bà con mà đi lao động đó đi làm đó thì họ ăn ghé đây ăn chỉ là gai thôi cho nên là mình thấy họ vui mình cũng rất vui tại vì chỉ vì 5 k mà 5 k tùy duyên ai có thì bỏ cho 5 k không có thì thôi nhưng mà đa số những người bán số như Ở những em ai? sinh sinh đi học thì không có Quán đi vào hoạt động gần 2 tháng nay, thu hút đông đảo người dân lao động đến ăn. Điều đặc biệt, không chỉ có những người lao động nghèo đến ăn, mà còn có những người khá giả cũng đến ăn vì nơi đây họ cảm thấy vui và ấm lòng với cái tình cái nghĩa của bà con. Đổi lại niềm vui đó, họ sẵn sàng đóng góp công sức ủng hộ tiền hoặc nguyên vật liệu để duy trì hoạt động của quán. Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, cứ khoảng 6 giờ sáng, các cô các chú ở các xã lân cận tập trung tại quán ăn để bắt đầu cho công việc, kịp phục vụ cho bà con. Các thành viên tham gia phục vụ nấu bếp luôn đeo khẩu trang găng tay để đảm bảo an toàn vệ sinh mọi dụng cụ trong quán đều lau rửa sạch, sắp xếp, ngăn nắp, hợp vệ sinh để người dân có thể tự phục vụ. Mỗi ngày quán phục vụ từ 7 đến 10 món với đầy đủ các món chiên, kho, xào, canh, luộc, đảm bảo thực đơn đa dạng, nhiều sự lựa chọn để người ăn không bị ngán. Trung bình mỗi ngày quán phục vụ 150 suất cơm, riêng đối với những ngày rằm trên 200 suất. Đến giới công việc từ thiện này, gồm những thành viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng có chung một ý nghĩ, của ít lòng nhiều, giúp đỡ phần nào cho những người lao động nghèo. Cô Quỳnh Thị Diễm, xã Vĩnh Trạch, chia sẻ. Yeah, giúp như là cái công việc này, ông thầy muốn ra cái quán gì đó là giúp cho những người nghèo, những người mà bán cái số là như là học sinh. Học sinh là lại đây ăn là đông, rất là đông. Tại cỡ này ngưng học á, học sinh ăn đông lắm là giúp cho những người uh, lao động là... vậy đó những người khổ người ta mặn không có được ta lại đây ta sẽ đem múc đồ ăn đem về rồi là ăn cơm ở đây vậy đó muốn ăn đây ăn muốn đem về đem nhưng mà thì ông thầy cũng có nói chị cứ nấu rất là nhiều đi nấu nhiều đồ ăn nấu nhiều, cơm cho phục vụ cho người ta Và nói chung mình thấy cũng rất là vui nói, nói chung là người ta ăn uống những người nghèo người khổ cái này cũng hơi khó khăn thì giúp cho người ta vậy đó thì người ta cũng trang trải được cuộc sống mà cho nó bớt khổ. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai xã Định Thành chia sẻ. như là mở cái quán cơm này thì rất là tiện lợi cho trước mắt đó là học sinh. Sau đó là những người lao động nghèo, nếu mà lại bán mấy người bán vé số cũng vậy. Thì đối với cuộc sống nhân nghèo thì rất là tốt. Như tại vì mình đi lại đây cũng uh, ăn uống đồ cũng nhiều món nè món này món kia đồ này kia cũng đủ món hết muốn ăn món nào cũng được mà rất là ngon rất là hài lòng do tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp quán đã khuyến khích mọi người lấy cơm mang về bố trí bàn ăn đảm bảo khoảng cách và khử khuẩn khẩu trang đảm bảo an toàn cho bà con Thưa quý vị và các bạn, mong rằng những việc làm có ích của thầy Dương Chí Công ngày càng được nhân trọng hơn nữa để tình người tình đời ngày một ấm áp để con người hiểu rằng cuộc sống dù có nhiều khó khăn nhưng luôn cần những tấm lòng cùng chung tay chia sẻ Quý thính giả và các bạn vừa nghe phóng sự Quán cơm chay 5K ấm lòng người lao động do phóng viên Kim Cương Bá Siêu thực hiện. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài truyền thanh Quyện Thoại Sơn hôm nay xin kính chúc quý khán giả và các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống xin kính chào và hẹn gặp lại